Rồi anh em nha, chào anh em đến với video tiếp theo của mình. Tiếp tục đây, nhà toán học đây anh em ơi. Này 5:30 cũng chuẩn bị đến 6:30, không biết anh em nhà mình đánh lô đề thế nào, chứ còn riêng mình thì chả chơi lô đề gì cả anh em ạ, mà cũng chả đánh sóc đĩa ở ngoài đời gì cả. Thì mình cứ gọi là lên công thức cầu kèo cho nhà mình. Anh em thích chơi con game thiên đường trò chơi này, hãy ghé qua video mình để học cách chốt lãi cùng mình với con game thiên đường trò chơi anh em nhá. Cầu nhìn đi nhìn lại, nhìn đi về nhìn về, nhìn cầu lên nhìn cầu xuống thì chẳng bằng ai, nhìn đi nhìn lại cũng chẳng ai bằng cầu này anh em ạ. Đấy, ôi chưa anh em, đi quả này đã lên con xỉu anh em ạ, quả này đã lên con xỉu anh em nhá. Ok chưa, xỉu xỉu tài tài, cầu này đi cầu bệt anh em ạ. Nhưng với cái lý do gì để tay này mình đánh con tài anh em biết không, để mình hướng dẫn chi tiết cho anh em nhà mình nhá anh em nhá. Với cái cầu này 215 này, 215. Với cái cầu này mà 54 ra 1 thì chắc chắn mình sẽ vô con tài 3M luôn anh em nhá. Mình sẽ vô con tài tầm 3 đến 4M đi. Đấy, vô 4M đi anh em. Ôi cho anh em, quả này vô đến 4M con tài nhá. 4M 15K con tài, xem có tiếng tài nào không anh em ạ. Đấy, sao? Rực rỡ luôn anh em. Ok nha anh em nhá, làm nhẹ nhàng 4M con tài, xem có tài không nào. Rực rỡ 83 86 luôn anh em ơi. Đi má. Đụ má. Vẫn còn xỉu anh em ạ, vẫn còn xỉu luôn ạ. Khoai khoai lang kén ấy đúng không anh em ơi, quả này cũng khoai lang kén ấy đúng không nào. Thì quả này đã lên vẫn còn tài anh em nhá. Quả này vẫn còn tài đúng không nào. Thì tiếp tục này. 6 triệu nha anh em nhá. 6 triệu này. Sáu triệu con xỉu anh em nhé. Cầu này thì bắt thẻ không thành công của cầu bẻ rồi thì mình gọi là quay lại bắt cầu bệt anh em nhé. Mình sẽ quay lại bắt cầu bệt anh em ơi. Ok chưa anh em? Cầu này mình sẽ bắt cầu bệt, xem có cầu bệt không anh em ơi. Nhìn đi nhìn lại im im ắng quá anh em ạ, im ắng quá. Thì nhìn đi nhìn lại làm nhẹ nhàng 600 à, 6 triệu con xỉu. Đấy, nhiều khi mình đánh nhiều quá kiểu gọi là cũng cũng có khi bị loạn cầu anh em ạ, bởi vì sao? Tiếp xúc với quá game quá nhiều anh em. Nên là nhìn cầu nào cũng đẹp, cầu nào cũng hay anh em nhé. Ôi chưa anh em, cầu nào cũng đẹp, cầu nào cũng hay anh em ạ. Rồi rồi rồi. Tiếp tục hút anh em nhé, mình tiếp tục lại hút con xỉu tiếp thôi anh em ạ. Đấy, rực rỡ quả gấp thép 3 4 triệu xịt thì lại lên 6 triệu, 6 triệu thì lại là húp anh em nhá. Đấy, lại là húp ngọt ngọt luôn anh em ạ. Thì quả này sẽ vô là 4 triệu 7 anh em ạ. 4 triệu 7 con xỉu ơi. Xem có xỉu không anh em nhá. Thì cầu này mình sẽ bắt cầu bệt mà, đúng không nào? Cầu này mình sẽ bắt cầu bệt mà. Ok chưa anh em? Cầu này mình sẽ bắt cầu bệt mà. Cầu bệt này thì khá là nhiều anh em đi bẻ rồi. Nhưng mà đối với cái con game này, thiên đường trò chơi, mà đã lên được 8 phát thì sẽ lên được 9 phát đến 10 phát anh em nhé. Ok anh em. Rồi, vậy là mình tiếp tục hút, hút tiếp anh em ơi. Đấy, vừa cầu bệt này thì chả có gì đáng nói anh em ạ. Thật sự là cầu bệt này thì chả có gì đáng nói. Những cái cầu bệt này thì giúp anh em nhà mình dễ dễ chốt lãi, dễ chơi nhất này, kể cả mới chơi hay là chơi lâu thì cũng dễ chơi nhất. Nhưng mà anh em mà bắt kiểu gọi là gặp nhiều cầu bệt quá, ví dụ bệt kiểu gặp nhiều cầu bệt xỉu hoặc nhiều cầu bệt tài quá, thì lúc đấy anh em kiểu đam mê đánh một mặt là sao, thì anh em đam mê đánh một mặt tài hoặc một mặt xỉu thôi anh em nhá. Lúc anh em đam mê đánh một mặt tài một mặt xỉu thôi, chứ anh em không bao giờ muốn đánh gọi là đánh con xỉu nữa. À, không bao giờ anh em muốn đánh hai mặt nữa mà không muốn xoay cầu nữa. Lúc đấy lười, lười thì sẽ không xoay cầu và cứ một mặt là anh em phang. Thì anh em dẫn đến cái tình huống đấy thì mình cũng gặp khá là nhiều trường hợp. Nhiều anh em xem video mình và muốn mình giải đáp cho. Thì
Mình cái đấy mình sẽ không giải đáp được, bởi vì sao? Bởi vì đấy là do tính cách của anh em, do tay anh em đặt chứ không phải do tay mình đặt, nên là mình sẽ không sửa được. Ok chưa? Ui, may quá anh em ơi. Vậy là tiếng 4M mình được hoàn anh em ạ. Tiếng đấy 4M mình được hoàn anh em ơi. Rồi, xỉu, tài 11 xỉu này. Thì quả này mình sẽ bắt cá hồi em nhá. Mình sẽ bắt con cá hồi. Đấy, thì tại sao cầu này mình bắt có cá hồi? Bởi vì sao? Cầu biệt dài thường thì sẽ lên con xỉu anh em nhá. À thường thì sẽ cầu biệt dài xỉu thì sẽ phải hồi ở con tài 3 đến 4 phát. Nhưng mà đấy là con game khác thôi anh em nhá. Đấy là con game khác thôi. Đối với thiên đường trò chơi, cầu biệt càng dài, cá hồi càng nhiều anh em nhé. Ví dụ bên bệt 9 phát này ít phải gọi là cá hồi 2 đến 3 phát. Ôi cho anh em. Cá hồi ít phải đến 2 đến 3 phát anh em ạ. Rồi, xỉu này. Lại tiếp tục con xỉu anh em nhé. Ok chưa anh em ơi? Nặng trắng chân vứt bát lá, húp tiếp tục con xỉu này. Rồi, vậy là thành công tiếp theo anh em ạ. Thành công tiếng tiếp theo anh em ơi. Cách làm giàu nhanh chóng đây rồi. 4M luôn anh em nhé. Và mình vô 4M luôn này. Đấy, xin phép anh em nhà mình là nốt tay này mình nghỉ, và mình cũng cảm giác thấy hôm nay cũng kiếm được cũng được được rồi, cũng gần 10 triệu chứ không ít anh em nhé. Quả này tính cả tay 4M này thì chốt lãi ra chốt lãi về thì mình cũng lãi được là 11 triệu anh em ạ. Mình sẽ lãi được 11 triệu. Ôi chứ anh em, nhưng mà trong cái tiếng bạc này thì mình vẫn kết con xỉu, nên mình vẫn vẫn quyết tâm là vào thêm 4 triệu con xỉu anh em nhé. Mình vẫn cứ quyết tâm vào thêm 4 triệu con xỉu. Cầu này thì bệt càng dài sẽ là cá hồi càng cao anh em nhé. Bệt càng dài cá hồi càng cao, nên là làm một tay xỉu nữa rồi mình nghĩ là hợp lý anh em ạ. Đấy, ăn nốt tiếng này là khai thác gọi là sạch cái thế cầu, gọi là vừa bệt này vừa cá hồi này, thì thôi tầm đấy là chốt lãi là được rồi anh em ạ. Ôi giời, quả này 64 gãy luôn anh em ơi. Quả này 64 và gãy luôn. Thì thôi, xin phép anh em nhà mình là dừng video tại đây và chốt lãi 7M thôi anh em nhé. Bye bye.